Anh em nào đi đánh cây bạc má hay còn gọi là chồn heo, chồn hôi, chồn bạc má thì anh em hãy cập nhật cái file mới này để chơi. Còn những cái file lúc trước chơi vẫn ok nhưng mà nó hơi bị nhờn nha anh em. Thì file này cập nhật là 2019. Anh em bấm vào kênh sân 7 để thể xem tất cả những cái tiếng chim hay là 7 chồn 7 chim đồ mới cập nhật. Anh em liên hệ để được tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. I'm gonna go get some more.